Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 22 tháng 3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay và giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo quý 2 năm 2024. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chỉ thị số 34 CTTU được tổ chức trên trang thông tin điện tử Thành ủy Đà Nẵng tại địa chỉ http://www.dangbodanang.vn. Đối tượng dự thi là cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên đang sinh sống, công tác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo quy định, người dự thi sẽ tham gia 2 phần thi, trắc nghiệm gồm 15 câu hỏi và tự chọn gồm bài luận từ 800 đến 1.500 từ. Thời gian dự thi bắt đầu từ ngày 6 tháng 5 năm 2024 đến hết ngày 2 tháng 6 năm 2024. Về cơ cấu giải thưởng sẽ có 25 giải cá nhân, 15 giải tập thể. Việc thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc thi trong bối cảnh hiện nay nhằm mục đích nâng cao nhận thức, tinh thần tự giác, trách nhiệm, không né tránh, đùn đẩy, gương mẫu thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Với vai trò tập hợp đoàn kết mọi thành phần, giám sát phản biện xã hội, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo và hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập ban giám sát đầu tư cộng đồng các công trình xây dựng trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Từ đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc đôn đốc, kiểm tra chất lượng các công trình, vừa lắng nghe ý kiến của nhân dân để phản ánh tới cấp ủy, chính quyền các cấp. Mỗi tuần một lần, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang lại luân phiên đến từng thôn bản, công trình mục tiêu quốc gia đang xây dựng trên địa bàn xã để thực hiện chức năng giám sát. Nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào quá trình thi công của nhà thầu xây dựng, định mức vật liệu xây dựng và chất lượng công trình. Cho người dân là mỗi hôm là 2 hộ gia đình, vừa là giám sát cái vấn đề là trộn bê tông, vừa là giám sát để đổ mặt đường, vì trong cái mặt đường ấy phải có mặt bằng thì chúng tôi mới làm để không phải thiếu, không phải bớt xén cái xi măng với lại cái cắt bê tông. Thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Hà Giang đã thực hiện cơ chế đặc thù giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư các công trình dưới 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, cấp xã là cơ quan quản lý nhà nước nên không tránh khỏi bộc lộ những hạn chế. Do đó, việc tập huấn, nâng cao trình độ cho các ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở là việc làm cần thiết. Thứ nhất là Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng như là Mặt trận Tổ quốc huyện là hàng năm thì tổ chức các lớp tập huấn cho ban giám sát đầu tư cộng đồng. Nếu mà được thì sẽ tập huấn ở tại địa phương luôn. Đấy, để cho ban giám sát đầu tư cộng đồng các thôn để cùng tham gia tập huấn. Đấy, thì được như vậy thì tôi nghĩ là chắc chắn là các công trình thực hiện trong năm tiếp theo sẽ được tốt hơn. Để mà phát huy hiệu quả vai trò ban giám sát cộng đồng thì trước hết đó là thực hiện tốt cái quy chế phối hợp, các cái chương trình nội dung phối hợp của Mặt trận Tổ quốc với lại Ủy ban Nhân dân, với lại chủ đầu tư, với lại đơn vị thi công, để làm sao công khai, minh bạch, nó đảm bảo được những cái nội dung để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thể tham gia giám sát. Hiện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vị Xuyên đã chỉ đạo và hướng dẫn các xã thành lập 26 ban giám sát đầu tư cộng đồng tại 24 xã, thị trấn với 199 thành viên, tổ chức được gần 150 cuộc giám sát các công trình mục tiêu quốc gia do cấp xã làm chủ đầu tư, từ đó bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình thi công các công trình đầu tư vốn ngân sách của nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng Biển Đỏ chưa hạ nhiệt, tỷ giá đồng đô la Mỹ tăng đã và đang khiến doanh nghiệp xuất nhập khẩu thêm khó vì chi phí đầu vào vận chuyển quốc tế đắt đỏ. Nếu tỷ giá đồng ngoại tệ không giảm trở lại trong nửa cuối năm hoặc mức mất giá vượt biên độ 5%, khả năng sẽ gây ra lạm phát do giá hàng hóa tăng. Biến động tỷ giá đồng đô la Mỹ theo chiều hướng tăng cao trong thời gian gần đây đang khiến doanh nghiệp xuất nhập khẩu lo ngại. Tỷ giá đô la Mỹ và các ngoại tệ khác tăng sẽ tác động đến các khoản vay của doanh nghiệp, cũng như trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhóm doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Một số doanh nghiệp xuất khẩu bằng đồng đô la Mỹ sẽ được hưởng lợi từ giá đô la Mỹ tăng cao. Tuy nhiên, điều này sẽ không kéo dài. Về ngắn hạn có thể là chúng tôi là những cái đơn vị xuất khẩu được hưởng lợi, nhưng về lâu dài thì có lẽ là cuộc chơi nó cũng sẽ là trở về công bằng.
vì các chi phí đầu vào của cái đơn vị các đồng tiền thanh toán khác họ cũng bị tăng lên, và các đơn vị xuất khẩu buộc cũng phải điều chỉnh giá bán bởi vì là thị trường mở và thị trường cạnh tranh. Giá đô la Mỹ tăng sẽ khiến doanh nghiệp phải nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất bị đội chi phí nhập khẩu, phí vận tải và khoản chênh lệch tỷ giá lớn. Hiện mức tăng đồng đô la Mỹ đã tăng lên quanh 25.000 đồng trên 1 đô la Mỹ, đang kéo theo chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng thêm 5-7%, trong khi giá không tăng. Nếu buộc phải tăng giá thành phẩm, doanh nghiệp sẽ khó cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại. Đối với các cái tác động tỷ giá đấy thì doanh nghiệp cũng phải rất là cẩn trọng khi mà ký hợp đồng giao hàng, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện là sẽ có cái điều chỉnh giá ở nội địa, và nó sẽ gây sức ép lên cho doanh nghiệp xuất khẩu, mặc dù là để mà có cái lượng tiền và đảm bảo được cái, tức là cái giá trị chuyển đổi của mình khi mà thu được ngoại tệ về, và với cái mức giá hiện nay thì cái đấy thì là một cái bài toán nó có tổng thể của doanh nghiệp mà cần phải cân đối nhiều yếu tố. Giới phân tích cho rằng về cơ bản đồng nội tệ suy yếu khiến người dân nghèo hơn, vì họ phải trả nhiều tiền hơn cho hàng hóa nhập khẩu và nhận được ít hơn cho hàng hóa họ xuất khẩu. Để ứng phó với biến động của thị trường, doanh nghiệp cần gia tăng sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu, tạo sự khác biệt cho sản phẩm. Đối với các doanh nghiệp nhập khẩu, việc tối đa hóa nguồn lực nội địa, tìm kiếm đối tác thay thế trong nước, giảm dần sự phụ thuộc vào một thị trường nhập khẩu sẽ giúp giảm bớt chi phí, hạn chế rủi ro khi thị trường thế giới biến động. Thưa quý vị, nhằm tìm kiếm giải pháp tăng cường kết nối logistics, thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản, ngày 21 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã có buổi làm việc với Đoàn Công tác Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam để tháo gỡ khó khăn và phối hợp nâng cao hiệu quả, chất lượng của ngành đường sắt. Lào Cai có vai trò quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và mục tiêu trở thành cực tăng trưởng theo nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị. Để thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản, tỉnh Lào Cai đề nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tăng cường phối hợp với các bộ, ngành trung ương sớm triển khai dự án nối khổ ray từ ga Lào Cai đi ga Hà Khẩu Bắc, Trung Quốc, hỗ trợ tỉnh Lào Cai nghiên cứu, hoàn thiện xây dựng địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tập trung vào làm thủ tục xuất nhập khẩu được ngăn cách với địa điểm tập kết hàng hóa nội địa. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Lào Cai về hoạt động vận tải hàng hóa, vận tải hành khách thông qua việc kết nối hệ thống bán vé của Đường sắt Việt Nam với các hệ thống bán vé xe buýt, bán vé tham quan các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới WB, Việt Nam hiện mất hơn 3% GDP mỗi năm do tác động của biến đổi khí hậu. Và con số này có thể lên đến 12-14,5% GDP vào năm 2050. Vì vậy, Việt Nam cần đẩy nhanh các nỗ lực chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI sẽ đóng một vai trò rất quan trọng. Với hàng ngàn dự án trải dài khắp cả nước, đồng thời nắm giữ nhiều thế mạnh về vốn, công nghệ, quản trị, mạng lưới, thị trường, cộng đồng doanh nghiệp FDI sẽ đóng vai trò tiên phong, dẫn dắt, đồng hành cùng doanh nghiệp trong nước thực hiện các mục tiêu của chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Các doanh nghiệp châu Âu có những doanh nghiệp họ cam kết đầu tư 15-20 tỷ đô la vào Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã rất nhanh chóng có những mục tiêu và chiến lược hành động tăng trưởng xanh và chúng tôi sẵn lòng đồng hành. Chúng tôi rất mong chính phủ Việt Nam với những lĩnh vực mới như chip bán dẫn thì cần có quy định pháp chế về sản xuất bền vững để họ có thể tuân theo, vừa đảm bảo được sản xuất nhưng vẫn đảm bảo cái yếu tố bảo vệ môi trường. Hiện nay có khoảng 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam và con số này đang tăng lên. Họ cũng đã từng bước chuyển đổi xanh dây chuyền sản xuất của họ như dùng điện năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, doanh nghiệp Hàn cũng mong muốn có những hợp đồng cung ứng điện năng lượng mặt trời từ phía các đối tác Việt Nam để tối ưu hóa chi phí sản xuất. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên diễn ra ngày 19 tháng 3 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kêu gọi các doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư nước ngoài đồng hành cùng Việt Nam thực hiện chuyển đổi xanh, phát triển bền vững với tinh thần ba tiên phong trong nhận thức, tư duy và hành động về tăng trưởng xanh, tiên phong trong chuyển giao công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, phục vụ tăng trưởng xanh, tiên phong trong triển khai thực hiện các dự án tăng trưởng xanh. Thưa quý vị, hôm nay 22 tháng 3, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 14 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiếp tục phần tranh luận. Các luật sư tiến hành tranh luận về việc Tân Hoàng Minh thông qua các công ty con phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ để chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.600 nhà đầu tư. Trước đó, theo luật sư đại diện bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, số tiền thiệt hại hơn 8.600 tỷ đồng là con số rất lớn
và phần lớn trong số này là tiền mà ông Đỗ Anh Dũng đã vận động gia đình, bạn bè, người thân huy động để khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án. Theo luật sư, con số này có nhiều ý nghĩa. Trước hết, đó là số tiền khắc phục hậu quả lớn nhất từ trước đến nay trong các vụ án xâm phạm quyền sở hữu, thể hiện mong muốn của ông Đỗ Anh Dũng trong việc giảm thiệt hại đến mức tối đa đối với các nhà đầu tư. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử, viện kiểm sát cân nhắc áp dụng chế định phạm tội chưa đạt nếu xác định ông Dũng có tội. Với các bị cáo khác, luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc áp dụng chế định phạm tội chưa đạt, áp dụng chính sách hình sự đặc biệt. Tại tỉnh Hải Dương, đến thời điểm hiện tại đã có trên 48.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tỉnh Hải Dương phấn đấu phát triển thêm 18.000 người trong độ tuổi lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để đạt mục tiêu hơn 66.000 người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm 2024. Trong năm 2024, tỉnh Hải Dương phấn đấu hơn 66.000 người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tỉnh Hải Dương đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương phối hợp với các địa phương tích cực tuyên truyền ý nghĩa của đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương kịp thời tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện để người dân thuận lợi khi tham gia và hưởng quyền lợi. Mặc dù thành phố Hà Nội đã rất sát sao trong việc chỉ đạo triển khai công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, nhưng đến thời điểm hiện tại mới chỉ hoàn thành chưa đến 1,2% khối lượng công việc. Việc thống nhất hệ số đền bù đang là một trong những vướng mắc nhất hiện nay. Và để tháo gỡ vấn đề này, gần đây nhiều quận nội đô Hà Nội đã tổ chức các cuộc đối thoại công khai với người dân nhằm tạo sự đồng thuận khi lên kế hoạch cải tạo lại chung cư cũ. Đây là buổi lấy ý kiến cộng đồng về phương án kiến trúc sơ bộ để cải tạo, xây dựng lại cụm nhà chung cư G6A, G6B, G22, G23, G24 tập thể thành công của Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình mới đây. Theo phương án, 5 tòa nhà này từ tòa nhà 5 tầng sẽ nghiên cứu cải tạo thành tòa nhà cao 24 tầng nổi, chưa bao gồm 3 tầng hầm, với công năng là nhà tái định cư cho khoảng 220 hộ gia đình. Phương án này đã nhận được nhiều sự đồng tình của người dân, nhất là với các hộ thuộc diện phải tạm cư cách đây khoảng 6-7 năm mà chưa có ngày trở về. Tuy nhiên, nhiều người dân cũng mong muốn chính quyền có phương án để đảm bảo hệ số đền bù cũng như chất lượng của nhà tái định cư. Chính các bác là người lựa chọn nhà đầu tư nào mà mình thấy có lợi nhất. Thứ nhất là người ta cam kết về chất lượng, tiến độ, các chủng loại vật liệu, chất lượng của tòa nhà này như thế nào. Trên địa bàn thành phố có khoảng 1.500 chung cư cũ, hầu hết trong số này đều đã hết niên hạn sử dụng, xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, đến hết năm 2023, toàn thành phố mới hoàn thành cải tạo, xây dựng lại được 19 khu bằng 1,14% tổng khối lượng công việc. Một trong những vướng mắc nhất hiện nay là việc thống nhất phương án bồi thường giữa nhà đầu tư và các chủ sở hữu, bởi chủ sở hữu thường yêu cầu hệ số K bồi thường cao. Để giải quyết vấn đề này, thành phố Hà Nội cho biết từ năm 2024, các quận huyện sẽ được ủy quyền xác định hệ số K dưới sự giám sát của Sở Xây dựng Hà Nội. Cái vai trò của cấp ủy cơ sở là vô cùng quan trọng. Khi mà chúng ta tạo được sự đồng thuận của người dân, sau khi được sự tuyên truyền của cấp ủy cơ sở, thì cái việc mà chúng ta thiện công tác kiểm định, công tác quy hoạch, công tác lựa chọn chủ đầu tư để thiện cải tạo chung cư cũ thì sẽ rất thuận lợi. Cải tạo chung cư cũ là một trong những ưu tiên hàng đầu của Hà Nội trong nỗ lực tái thiết, xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Thành phố Hà Nội đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tính chính xác, hiệu quả, góp phần triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.